hiệu cảnh báo cần giảm ăn thịt ngay lập tức. Thịt là thực phẩm thiết yếu cung cấp dinh dưỡng cho chúng ta hàng ngày, tuy nhiên, do lượng protein quá lớn bạn nên cần cân đối khẩu phần ăn. Thịt là thực phẩm chứa hàm lượng protein dồi dào, protein lại là chất cần thiết cho cơ thể, giúp cơ thể tạo ra, duy trì và bảo vệ các cơ quan. Ngoài ra, protein là yếu tố cần thiết giúp tạo ra các hormone và enzyme và khoáng thể chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, chế độ ăn uống nhiều thịt sẽ làm gia tăng các nguy cơ về cholesterol, mỡ máu, thận phải làm việc nhiều. Ngoài ra ăn nhiều thịt sẽ tạo gánh nặng cho gan, phải làm việc quá tải, không lọc được hầu hết các chất thải ra ngoài cơ thể, tích tụ và gây bệnh. Theo Life Strong, trung bình một người phụ nữ bình thường cần 46 g protein mỗi ngày, đối với nam giới là 56 g mỗi ngày. Các vận động viên người già, người mắc bệnh đang trong quá trình hồi phục sức khỏe và phụ nữ mang thai hoặc cho con bú cần nhiều protein hơn khoảng 25% những người nạp năng lượng protein quá tiêu chuẩn, những người nạp protein quá tiêu chuẩn, những người nạp protein quá tiêu chuẩn sẽ dễ gây ra các dấu hiệu xấu cho sức khỏe. Tăng cân, chế độ ăn dầu protein có thể giúp bạn tăng cân trong ngắn hạn, nhưng duy trì chế độ này trong thời gian quá dài sẽ gây tác dụng ngược lại nếu tăng protein mà không giảm các thực phẩm khác trong chế độ ăn. Rất có thể bạn đang thừa protein và calo, khi thừa protein có thể sẽ tăng cân nhanh chóng cơ thể mất nước dư thừa quá nhiều protein khiến cho thận phải làm việc nhiều hơn một sản phẩm của quá trình tiến hóa protein là nitơ theo huffington post thận cần dùng nước để thải nitơ này tạo ra hiệu ứng khử nước khiến cơ thể bị mất nước vấn đề với hệ tiêu hóa buồn nôn khó tiêu viêm ruột thừa hay táo bón là những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang thừa protein khi tăng lượng thịt cá gà phô mát sữa và các chế độ ăn giàu protein mà không cần ăn đủ chất xơ thận sử dụng nước của cơ thể để thải nitơ thừa dẫn đến việc táo bón thường xuyên